Thiệt hả chứ? Alo mấy chị. Mấy năm mày mới gặp lại đó. Đúng rồi. Bún rồi. Bún lẹ hả? Bún đang chờ bé Trinh chụp hình. Bún ở đây chờ bé Trinh chụp hình. Alo mấy chị, 2 năm rồi mới gặp đúng rồi, lịch nói vậy á, 2 năm mới gặp, đúng 2 năm luôn á. Alo mấy chị đâu rồi, hello chị Lan Tuyền. Cô làm cái ông thì ngủ đâu? Ngủ đó. Mày đi em tôi cho đi luôn. Chứ mình rồi đi. Không sao, đi thì nó nói. Nó để thao đi, để đi làm trước, thử được đã. Trường hợp này có hỗ trợ không? Trường hợp này có hỗ trợ không? À. Hello mấy chị, bấm giùm em xin cái nút chia sẻ mấy chị ơi. Yên, Yên em mất Facebook kia mới lấy lại Facebook của Tròn Tròn. Dạ Facebook nào cũng được. Ví dụ chị dùng Facebook này thì chị mua hàng thì chị bật cái quẹt giùm em chị Bảy. Thì nhắn cho em xin cái địa chỉ số điện thoại Tròn Tròn có gì đâu hả? Bấm cho em xin cái. Trời ơi em nói thật sự với chị nha. Mấy cái đầm mới về á, mấy chị thấy con mẫu em đã chụp hình lên mặt đẹp không? Đẹp quá trời luôn á. Mà mấy chị lại không mua, đưa ba bao hàng vô đi chứ nè. Nè baby xay ra sau lấy bộ đồ nào đây coi thử của bao nào bỏ vô. Đâu này phải không? Bỏ đâu nào. Rồi về đầm nha mấy chị nha. Về đầm cho mấy chị. Đầm này vẫn là 4 size nha mấy chị, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. À hello chị Song Anh. Mai trốn làm bữa đi chị. Hôm nay em may đồ số lượng là ít lắm luôn á mấy chị. Ít lắm luôn mà hàng bán cũng không trôi luôn á. Em chắc là giống như là hết thời bắn súng rồi, hết thời cưỡi ngựa bắn chim rồi. Giờ chắc cưỡi rùa lấy dây thun bắn rùi á mấy chị. Rồi lên đầm cho mấy chị nè. Đầm này là đầm công sở. Đầm này là đầm tay lỡ nha, vải co giãn rất là mềm ha. Rồi đây, đầm này chị nào thích phơm, phơm suông và phơm dài thì hút cái đầm này cho em. 280.000 con này. Vải rất là mềm và êm và co giãn và nhẹ nha mấy chị nha. Rồi con này mấy chị ơi cho em xin mọi chị mọi nút chia sẻ mấy chị. Ờ à, em không biết nữa. Cái bộ đồ này để lại luôn. Ờ à, xin Rin không rách đi làm có chị hình như 2-3 bữa nữa về á. Em định bữa nay đi lấy lô hàng xúc cho mấy chị mà nó bị chưa về tới nơi. Cho nên không có đi lấy được cho mấy chị. Chắc phải đợi 1-2 ngày vậy chị. Chị bẻ giùm em cái máy quạt lên đó chị Bảy. Em không có cái quạt chịu nữa. Bẻ lên nó cao cao một chút. Ráng chờ 1-2 ngày nữa Nguyễn Lý. Bao nhiêu ký Lý ơi? Được rồi. Rồi đầm suông này chị nào lấy thì chốt giùm em đầm suông nha. Rồi mấy chị đi đâu hết trời ơi. Bỏ em đi theo trai hết rồi. Thiệt luôn. Mấy chị bỏ em đi theo trai hết rồi. Mấy chị bỏ em đi theo trai hết rồi. Ủa kiểm tra coi thử nhà dưới nhà trên bộ đỏ này mình còn không vậy? Kiểm tra nhà dưới nhà trên coi thử bộ đỏ này còn không? Đó,
đúng rồi, đi vào đây. Sao? Trời ơi, cái bộ đỏ này nó chụp lên đẹp quá trời luôn nè mấy chị. Cái bộ đỏ quần váy nè, bộ 220 là chụp lên đẹp quá trời đẹp luôn. Chị Đoan Thùy, cái đầm đỏ form nó rất là lớn. Cái đầm đỏ đó mà em 82, em mà 88kg mà em đặt XL nó còn thoải mái thì chị mặc L thôi. Em 88kg mà em mặc mới có XL mà vẫn còn rộng chị Đoan Thùy. Cho nên em là cái người lấy size cho chị. Là bộ nào Trinh? Em nói chị Thùy nghe, em là cái người soạn hàng cho chị Thùy á. Không vừa là em là cái người gửi, em là cái người chịu trách nhiệm cho nên chị yên tâm mà chị mới có 70kg à. Mà trong cái đó cái đầm size L đó là em 88kg em mặc còn vừa. Nó mệt đó chị, kiểu như ngày nào cũng làm tới 2-3 giờ sáng nó mệt đó chị My. Rồi lên đầu tiên con đầm này cho mấy chị nha, vải co giãn ha. Con đầm này vải co giãn 280.000 con đầm này. Chị nào chốt con đầm này chốt giúp giùm em con đầm này nè. Bộ này 220 nè, bộ này nó chụp lên hơi bị đẹp nè. Bộ này chụp lên là hơi bị đẹp và bị đỉnh nè. Nó mới chụp với mấy chị, bộ này 220. Bộ này là kèm với lại là một cái chân, một cái quần đùi mấy chị. 220.000 quần đùi mà phơm xè nha. Quần đùi mà phơm xè nè mấy chị ha. Bộ này bộ đỏ caro. Chốt giùm em đỏ caro 220.000 đỏ caro. Chị nào chốt đỏ caro thì chốt lên giùm em đỏ caro nha. Cái đầm này mẹ của chị Hà My Nguyễn mặc được nè. Cái đầm sơ mi beo này mẹ của chị Hà My Nguyễn mặc được. Mẹ của chế Hà My Nguyễn mặc được con này. Đây. Đầm beo sơ mi mấy chị. Đầm beo sơ mi. Đầm này bán cho mấy chị với giá 280.000. Tay là tay lửng nha mấy chị. Form nè nhà em ta form nào cũng dài qua gối hết. Form nhà em thì form nào cũng dài qua gối ha. Chị nào chốt mẫu này thì chốt giùm cho em đầm beo kèm số ký. Cổ tim nè, có nút ở trước nè, đầm bộ caro 3XL. Cho chị Thanh Thảo Nguyễn. Cái đầm beo này chị Thanh Thảo Nguyễn mặc cũng được nè, mẹ chị Hà My Nguyễn mặc cũng ok. 3XL 220. Kiểm tra kỹ đây. Rồi chốt giùm em đầm này nha mấy chị nha, đầm này người ta gọi là đầm beo. Nó là vải lụa cho nên vải lên rất là đẹp ha. Vải lụa và vải lên rất là đẹp. Chị nào chốt đầm này thì chốt giùm em số ký. Trời ơi, bán qua cái Tết là coi như đổ nợ. Mấy chị chơi kỳ quá, mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Chưa bán mà sao hết ta. Chưa bán bộ này luôn á. Hết bay rồi chị Thanh Thảo, trời ơi, bán mở hàng được bộ quỷ với quỷ ra. Làm như hết thời làm đỉ rồi sao. Không có bay hả? Rồi không có bay trời, rồi họ khỏi bán gì thôi. Rồi đầm beo này vải lụa nha mấy chị. Beo này vải lụa, 280.000 beo này. Chị nào chốt đầm beo này chốt lên giúp giùm em đầm beo này ha. Hôm nay về cái set này cũng đẹp, 240 set này. Trần Tuyền và chị Song Anh chia sẻ bài viết. Cảm ơn Trần Tuyền nè. Cảm ơn chế Song Anh nè. Chị Hoa thuộc nhóm ai? Mấy chị coi giùm em coi thử là chị Hoa này là nhóm của ai mà đi sai lệnh này kìa, không có được hỗ trợ giùm 22 giờ đâu nha. Em sẽ lên cho mấy chị bộ này 240.000. Nhưng mà em nói mấy chị cực kỳ dễ thương luôn. Nó mới chụp hình xong rồi mấy chị, cổ không có nhỏ nha. Bộ này cái tay cũng dễ thương nè. Bộ này 240.000. Kéo giá ghi đi con ơi. 240.000 bộ này. Mấy chị thấy chân váy nhưng mà thực sự nó là quần váy nha mấy chị. Nó là chân váy quần của bộ này. Rồi chị nào chốt bộ này chân váy quần chốt giùm em bộ này chân váy quần.
chân váy quần bộ này, chốt giùm em bộ caro quần váy 240.000, caro quần váy. Bộ caro quần váy 240.000. Ghi là đầm ấy. Đầm cổ, đầm viền cổ tim. Đầm viền cổ tim 208. Trời ơi, lấy mấy chị sao á mấy chị? Chết em rồi. Cổ tim. Lấy đồ chị Lai, lấy mỗi bộ đây. Thôi đây. Ủa chứ sao quần áo ấy mày bỏ dưới đây vậy ta? Quần áo gì giặt ủi sao bỏ dưới đây vậy? Thì lấy đồ của chị. Sao mà bỏ dưới đây vậy? Bởi vì không có cái đồ kia của chị lựa đâu, người để rồi. Rồi lên xếp chính tóc cho mấy chị nha. Chán cái mẹ nó bị gì á chị? Đó, thương em rồi. Rồi đây mấy chị ơi, mai về hàng xúc nha, mai về hàng xúc chi Quảng Châu. Đây mấy chị, đây là bộ đỏ. Đây là bộ đỏ tay nơ ha. Bộ này có tổng cộng 4 tay, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg mấy chị. Bộ này là bộ chính tóc nha. Rồi chị nào chốt bộ này chính tóc, chốt giùm em bộ đỏ kèm số ký. Chốt giúp giùm em đỏ kèm số ký, vải co giãn và bộ nơ rất là đẹp ha. Mở vô tí ơi, mở vô con. Cái bộ đỏ mở vô bịch bóng nè. Mở vô trong góc. Dựng nó ra lại đàng hoàng. Bộ này hình như còn lẻ size nè. Bộ này em nghĩ còn mấy bộ và lẻ size thôi. Đây mấy chị, bộ này em còn mấy bộ và lẻ size nha. Bộ này quang quỷ vui mập, nó mặc đẹp ghê mấy chị. Đây à, khách nào đặt mà caro quần váy của Mai Ngô gì kìa. Mai Ngô vô coi thử như ký. Bộ này là bộ kem nè. Bộ kem kèm quần đùi, bộ kem vest kèm quần đùi. Bộ này còn lẻ size, còn rất là ít size cho nên là còn size nào em sẽ bán size nó nha. 250.000. Mai Ngô nhiêu ký? Nhiêu ký? Bữa là 80kg, XL 240. XL 240 em. Lấy cái bịch lớn nó cũng được, bây giờ lấy cái bịch nào? Lấy cái bịch lớn nó đi chứ mày dựng lên rồi rụng lên, lên rụng xuống dọc đường cũng vậy à tí à. Cái này cô. Bộ kem xay ra sau bỏ bộ kem vô. Rồi bộ này là chính tóc 220.000 nè mấy chị. Bộ này được không được cái gì, được cái dáng đẹp với vải đẹp. Bộ này không được cái gì, được cái vừa vừa dáng đẹp mà vừa vải đẹp chị. Bộ này vải co giãn, nói chung là nhà em vải co giãn mềm nè mấy chị, chứ không có phải là vải đơ đơ đơ. Cho nên mấy chị lưu ý giúp em ha. Bộ này là 220.000 kèm quần chính tóc, nói chung là co giãn dữ lắm mấy chị. Co giãn rất ư là dữ luôn. 220.000 bộ này. 220.000 bộ, bộ nâu vest này. Nè Bi, bỏ cái bộ nâu vest cái dựng lên lại. Hoa cúc đưa cho chưa like mà xách đi đâu Bi. Rồi lên cho mấy chị bộ hoa cúc. Cái khi mà xách đi nó không xách. Cái khi mà xách đi, bộ này là 240 nè. Mà bộ đây cũng còn lẻ size. Còn được 4 hay 5 bộ gì á. Nói chung là bộ này ngày hôm qua em bán nhiều nhất. Cho nên ngày hôm nay em không cho chụp hình luôn. Kiểm tra thử còn đầm 100kg không. 280.000. Đó ngay đó bước cầu thang á. Dạ lấy em bộ này là bộ gì chị Hồng Nguyễn Thọ, lấy bộ nào? Lấy bộ hoa cúc. Lấy bộ hoa cúc hay là bộ bộ cổ bộ vest và sắc nách cổ cổ bò hay là bộ gì kèm số ký đi chị. Bộ này là bộ nơ nè, ở sau nó có nhúng nha mấy chị. Ở sau nó có nhúng ha. Bộ này em cũng còn lẻ size nhưng mà bộ này là quần dài nha mấy chị nha. Bộ này người ta gọi là bộ hoa cúc, chị đừng có kêu lấy cái này, em không biết lấy cái này là cái gì á, nó công lại lộn đồ mấy chị. Đây là bộ hoa cúc ha. Hoa cúc giống như cái vải em đang mặc nè. Vải em đang mặc thì hoa cúc trắng, còn ở đây nó có cái lá xanh xanh. Lấy bộ vest 220 á hả chị? Lấy bộ vest 220 hay lấy bộ vest quần đùi 250 màu kem? Chị lấy gì chị nhắn rõ rõ giúp em cái. Lấy cái gì thì nhắn rõ rõ giúp em. Làm ơn coi ra thử chị Hoa là nhóm nào, báo gấp giùm một cái. Rồi đào tạo lại người ta giùm cái gánh sai rồi kìa. Gánh sai mà vô hỏi Bích An có hỗ trợ không? Hỗ trợ đó, kiểu đó là Bích An la chết luôn á. Làm ơn Tri ra giùm nhóm giùm cái đi. Ngọc Nư, thì bây giờ cái quần nó phải thoải mái rồi, tại 70-80kg mà. Đáp vậy đó Nư. Gì? Bộ chính tóc hơn là bộ 220 á.
Hồng Nguyễn Thọ nhiêu ký? Hồng Nguyễn Thọ nhiêu ký gái ơi? Hồng Nguyễn Thọ lấy bộ vest đó nhiêu ký báo giùm nha. Chút tắt luôn nè. Hồng Nguyễn Thọ vest đó nhiêu ký? Mấy chị ơi, báo giùm em rẹt rẹt đi mấy chị. Sáng giờ em bé có 20 bill luôn á. 20 bill chưa? Kể cuộc đời bán livestream chưa bao giờ như vậy luôn. Đây là mấy chị. Bộ này là bộ quần váy nha, bộ quần váy áo giả vest ha. Hồi trước bán tối 100 view, giờ tối đúng 2 view là đúng, có sự thật nha mấy chị. Đây là bộ giả vest 90kg đi. Bộ này dễ thương lắm, bộ này chị nào muốn trẻ trung là quốc bộ này nè. Okay. Bộ này chị nào muốn trẻ trung là quốc bộ này ha. Bộ chị nào mà muốn trẻ trung là quốc cái bộ này nè. Bộ này giống như áo màu môn á mấy chị, bộ này cũng 220. Nhưng mà nó kèm với lại chân váy quần mà có xếp ly. Là bộ này nè mấy chị. Nó kèm chân váy quần có xếp ly ha. Đó. Ốm ghê, ốm chịu bóp ghê. Mà Nhung mà tôi mệt quá. Tiêu Yên mập như hồi xưa đây, chị Yên được rồi. Tôi khổ đau thiệt chứ. Yeah. Đó, hồi xưa chưa gì rửa đó. Hôm nay không mua lon sữa chưa? Đi ra mua lon sữa đi. Nè, chốt bộ môn tới 7 sau kia nè. Chốt giùm em bộ môn nha. Chị Bảy lấy em cây trà đá chị Bảy. Còn đá đó không? Có cái cây nước sẵn này chị Bảy à. Dạ Tiên Dung Vũ Thị, cho em coi lại bộ vé. Dạ bộ vé chính đó. Còn đá không chị? Đơn chỉ thiện, đưa ra chỉ thiện mấy đá. Em phải muốn đá còn phải đầy ca vậy đó. Chị đừng có bỏ em cục nhỏ cục nhỏ. Rồi em lên cho mấy chị bộ này nè. Bộ này em nói chị trên mạng hơi bị đẹp luôn. Bộ này nè. Bộ này hình trên mạng dễ thương lắm. Rất ư là dễ thương luôn. Cái đầm chị mặc hết lâu rồi bé Hà. Đầm viên mặc hết lâu rồi. Đây nè. Em nói mấy chị bộ này nó vải lụa nha em. Mà em may nè, ở dưới nó có bo nè, chị thấy không? Chốt giùm em là bộ caro lụa. Bộ caro nâu đi. Ở sau nè mấy chị. Mà ở trước nó cắt cái tà xéo rất là đẹp. Caro nâu. Chốt giùm em bộ caro nâu. Để coi được cái quần gì ha. Quần chín tấc mấy chị. Caro nâu kèm quần chín tấc. Nhưng mà cái này là may vải lụa nha. Cho nên mặc rất là sướng. Vẫn là 240.000 mấy chị. Chốt giùm em caro nâu kèm số ký. Caro nâu kèm số ký. Nè, đã không phải. Caro nâu kèm số ký nha quý vị nha. Quý vị nha. Trời ơi, coi like nói chuyện lên mấy chị. Mai về một lô hàng xúc với lại một lô hàng Quảng Châu. Nếu em về kịp 2 giờ thì em like, còn không thì vẫn tối like nha mấy chị. Gì? Quánh liền luôn hả? Dở mặt hả? Nó hết rồi, nó khóc rồi, sao la xui. Nó chạy chờ em một phút. Lùng ơi, lùng tu, lùng ơi. Lùng đang mất làm rồi. Nó có ăn hết không cho ăn đâu. Bộ chị mặc còn. Rồi em lên tiếp với chị cho một em. Rồi lên lấy hàng trên kệ xuống like đi. Lấy hàng trên kệ xuống like đi. Rồi đây mấy chị. Đây là bộ set bell ha. Nhưng mà vải này là vải co giãn nha mấy chị. Co giãn. Bộ này cũng tổng cộng 4 size mấy chị. Làm như bây giờ like giống như cái thời mới bán like ghê trời. Bộ này tổng cộng 4 size mấy chị. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Sao em thấy mọi người cũng bán ầm ầm mà sao tự nhiên em bán ế dữ vậy ta. Bán kiểu này chắc em đi đúng đường quá à. Thiệt luôn á. Bộ này là tổng cộng 4 size và vải co giãn rất là nhiều ha. Bộ này vải co giãn nhiều lắm. Chị 77 như đây em. Co giãn dữ dằn luôn á mấy chị à. Co giãn quá trời co giãn luôn. Bộ này hồi nãy like rồi nè. Hà Hà có thể hỏi giùm chị bộ khác được không? Cái bộ này là bộ xanh đen nè. Trời ơi cái bộ này mặc lên em nói mấy chị nó dễ thương tàn canh giá lạnh luôn. Dễ thương lắm mấy chị à, đây nè. Mà vải co giãn nha, khi mấy chị mặc lên á, nó vừa sát vô nách mấy chị nó không có hở nách luôn á. Là bộ này nè, kèm với lại quần chín tấc. Kèm với lại quần chín tấc nè mấy chị. Đây.
kèm với quần chín tóc. Bộ này cũng 240.000, xanh đen nút bạc. Rồi bỏ vô xanh đen nút bạc đi. Anh đi lên nhà trên nha anh. Thì đốt cũng lọc. Sao cái thùng quẹt vô đốt phong long mấy chị coi thử được không? Không thể nào chịu được. Rồi em lên cho mấy chị đầm vàng nè. Đầm vàng. Đầm vàng này là 280.000. Chào em, chúc em và gia đình được gặt hái thành công thực. Em không biết có rực rỡ hay không mà qua Tết em bán chỗ này em đi đứng đường luôn á chị Ngọc Mây Trắng. Em không biết là năm nay em có thành công hay không mà cho em thấy em đi đứng đường là cái chuyện dĩ nhiên luôn rồi chị. Rồi đầm vàng, mua giùm em lại cái mở hàng sáng giờ chưa bán nha chị. Đầm vàng này tổng cộng 4 size là dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Đầm vàng này vải co giãn dữ dằn lắm nha mấy chị. Vải co giãn rất là dữ dằn. Rồi lên xếp ra này công sở cho mấy chị nè. Xếp công sở. Xếp này kèm chân váy quần nha mấy chị. Ở trong có quần ha. Ở trong là có quần nhưng mà cái áo nó dễ thương bà cố nậu luôn mấy chị. Cái áo em nói mấy chị dễ thương bà cố nậu luôn. Chốt giùm em là xếp quần váy áo caro trắng ha. Xếp này là dùng từ giờ là dễ thương bà cố nậu cố hoại luôn á. Rồi bán gì nữa ta. Rồi tiếp tục xếp gô xì. Mai về đồ xúc với hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Mai về hàng xúc với hàng Quảng Châu. Rồi đây mấy chị. Đây là bộ gu xì nè. Bộ này là 220.000. À, lấy em xếp Nguyệt Thu. Rồi ai cũng vậy mà em. Lấy em xếp. À xếp công sở hả Nguyệt Thu? Ủa anh, hồi bữa anh đi tiếp viên Nguyệt Thu, địa chỉ số điện thoại đó anh đi vậy? Trời ơi. Ủa nói nghe nè, rồi cái bill của bà Nguyệt Thu có đi được không vậy? Ủa cái số điện thoại bữa gọi được bình thường mà. Ê Nguyệt Thu ngày hôm qua ông gửi đồ cho Nguyệt Thu rồi đó nha. Thôi dồn bill Nguyệt Thu lại từ từ gửi anh ơi. Nè Nguyệt Thu 240 nè. Caro trắng 73kg của chị Tiên Dung Vũ Thị nè. Đâu rồi. Trời bắn đắt quá mừng quá. Không, bộ này dễ thương lắm mấy chị. Rồi đây là bộ gu xì 220 em nhận rồi mấy chị. Ủa vậy hả, tôi sợ là như mấy bữa bà sợ mẹ chồng thì không nhận được. Tôi hú hồn luôn. Lấy chị bộ đồ. Lấy chị bộ đồ ống rộng. Chị lấy bộ hoa cúc không? Cái lần lấy bộ hoa cúc này lại đưa lại cho chị coi. Đây, bộ gu xì này vải đẹp lắm nè. Bộ gu xì tây phòng nè mấy chị. Gu xì này 220 nhưng mà rất là cưng nha. Hồi bữa về quê em mặc cái bộ này ai cũng khen nè mấy chị. Cái tay dễ thương lắm mấy chị, cái tay của bộ gu xì này rất là dễ thương mà bộ này là 220. Chị nào chốt gu xì, chốt lên giúp giùm em gu xì 220 nha. Gu xì 220.000 gu xì. Dạ. Nè bộ hoa cúc là chị Ngọc Mây Trắng lấy bộ này nha. Chị Ngọc Mây Trắng lấy bộ hoa cúc nhúng đây chị. Hoa cúc nhúng dễ thương bà cố nội, ở sau là có nhúng nè. Ở sau có nhúng nè chị, ở trước nè. Không, bộ này dễ thương lắm, bộ này quay dung chín mấy ký nó mặc đẹp ghê. Nè đúng không chị Ngọc Mây Trắng lấy bộ này cho chị đúng không? Đây, Ngọc Mây Trắng 240 nè con. Rin đang về á Quỳnh Quỳnh. Dì đang về, hai lô Rin lận. Đang về Rin gái. Đang về. Cô xì 78kg của Thúy Hồng. Cô xì 78kg của Thúy Hồng. XL. Dạ không biết Thúy Hồng là khách cũ hay khách mới bên em nha. Chứ mà em vẫn thông báo là bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận, nhưng mà bên em cho đổi trả khi chập rộng nha chị nha. Ví dụ rộng chút xíu thì đi bóp lại giùm em, còn chập nhiều quá mà mặc vô đứt giải thì cứ báo em XL cho Thúy Hồng. 220.000. Số điện thoại 311, xin địa chỉ số điện thoại. Thúy coi cho biết cách nhắn tin không, chứ mai anh chỉ điện đi làm mà không phải nhắn tin đó. Dạ khách cũ. Lấy em bộ màu đỏ chính tất XL. Bộ màu đỏ chính tất lấy đây. Maria Ngọc mở đưa lại XL. Đưa size L lại được. Là bộ này đúng không Maria Ngọc mở? Trời bán đắt quá mừng thôi, cảm ơn mấy chị. Quỷ kia vừa đốt phong long bán được đó. Đây mấy chị ơi. Bộ đỏ đúng không? Này đúng không Maria Ngọc mở? XL của Maria Ngọc mở. Với bộ Gucci size L nè cho Ngọc Mây Trắng 220. Có nè chị Thiện, có rồi. Rồi XL cho Maria Ngọc Võ 240. Cái bộ vest hồi nãy cũng đẹp mà chị chưa lấy đúng không chị Ngọc Mây Trắng, để em cho chị coi lại. Rồi em lên bộ này cho mấy chị nha.
Trời ơi em nói thật mấy chị hơi bị xinh luôn, lấy cái bộ à. Bộ vét kem rồi mấy chị. À xin lỗi Maria Ngọc Hồng 204 em. Xin lỗi, đây là mấy chị. Cái bộ này là về hồi trước Tết là chưa kịp bán nè. Bộ đây chốt giùm em bộ bộ nâu viền đen. Lấy bộ kem nó size L để cho chị Ngọc Mai trắng coi. Nâu nâu viền đen là bộ này mấy chị, nâu viền đen. Nâu viền đen kèm với lại chân váy quần rất là xuất sắc nha. 240.000đ quốc bộ này cho em. 240.000đ nâu viền đen. Nâu viền đen 240.000đ đây chị Ngọc Mai trắng quốc bộ này nè. Chị ơi chị hút bộ này giúp em 250.000 nhưng mà còn được 4-5 bộ mà lẻ size chị ơi. Không còn đủ size chị. Không còn đủ size nha, lưu ý giúp giùm em. Bộ vest này dễ thương lắm chị. Mà vải co giãn ha. Chị Ngọc Mây Trắng hút bộ này được nè. Nhưng mà kèm với quần đùi nha. Cái đầm vàng đẹp mê mới vừa khui ra xong. Nè, cái đầm môn á. Ủa cái đầm vàng gì không quên nha. Cái đầm màu môn mà ngày hôm qua chị Song Anh không lấy mới là sai lầm tí. Lên lấy mỗi thứ một cái size L xuống cho gì. Đây nè chị Ngọc Mây Trắng dễ thương không. Cái đầm mà môn á chị. Cái đầm màu môn á mà chị Song Anh không lấy mới là. Chị năm nay chị mua lộn hai cái đầm nhưng chị đổi một cái được không. Dạ chị ráng em 2-3 bữa nữa đi. Rồi chị chụp cái đầm lên chị báo cho em là đầm đó chị mua giá nhiêu gì đó báo em ha. Gucci nâu em 80kg mặc 2XL được Mido. Được nếu em thích mặc thoải mái thì lấy 2XL nha Mido. Cái bộ kem này chị Ngọc Mây Trắng nên lấy nè. Bộ kem này em còn size rất là ít luôn. Bộ kem này chị nên lấy đó. Rồi lên đồ nha, lên đầm nha mấy chị nha, lên đầm. Rồi lên đầm đen mấy chị. À, ấy lộn caro nâu được. Nè Ngọc Mây Trắng 250 nè. Caro nâu mà 240 chị mới like xong á phải không? Ok em. Caro nâu, lấy caro nâu 2XL, 2X. Đồ này đúng không? Đúng rồi, 2X. 240 cho Mido. Đây đầm này mới ngày hôm qua về nè. Mới ngày hôm qua về đầm này luôn. Chốt giùm em đầm công sở nút bạc. Chốt giúp giùm em đầm công sở nút bạc. Con này là hơi bị điệu đà mấy chị. Hơi bị điệu đà và dễ thương. Bộ vét kem 78kg hình như hết rồi Thúy Hồng. Hết phải XL phải không? Còn size gì ạ? Hết XL Thúy Hồng ơi. Còn size L với size 700kg à. Rồi chốt giùm em là mẫu đầm coi mẫu đầm đen nút bạc. Mọt nè xếp lại bỏ trong ngồi theo để tí con. Caro nãy chung caro mango mờ. Mở này không? Là nó đó. Phải không? Rồi. Đúng rồi là nó đó. Đó. Hết bộ vé kem rồi chế ơi. Hết bộ vé kem rồi đẹp ơi. Đây nè cái đầm này mà chị. Cái đầm này mà chị gì? Chị Song Anh không lấy em tức. Em tức muốn rụng lông luôn á chị. Bộ vé đi lờ hết rồi Ngô Hồng Yến hết sạch bộ vé đi lờ. Cái đầm này nè chị thấy con mẫu em nó mặc lên dễ thương không. Nó cổ nó không có rộng nha mà nó vừa rất là đẹp. Mà cái quan trọng là cái chất vải với cái dáng nó đẹp bà cố nậu hoại quan viên hai họ luôn chị. Dễ thương lắm. Đây em nói thật sự với chị khi mặc lên cái chỗ này nè nó xinh cực kỳ luôn. Cái này nè bộ kem có size 65kg còn đúng một bộ Nguyễn Lành. Có lấy bộ kem 65kg thì báo gì. Bây giờ chỉ còn size L là dưới 70kg và size 100kg thôi. Rồi chốt giùm em đầm môn làng. Đầm môn làng 280.000 vải co giãn mà phơm rất là đẹp. Đầm môn làng. Nó cho một tí phân đồ ra. Rồi chị nào chốt đầm môn làng chốt giùm em cái đầm môn làng nha này nè Bi. Size L nè. Cái đầm môn làng mấy chị, cái đầm môn làng. Đừng có chốt lên cái đầm mang lùn là không có để bán đâu nha mấy má. Rồi đầm sắn ngực. Bà bảy bà hồi bà cười. Đầm sắn ngực nè mấy chị. Đầm kem sắn ngực con này là hơi bị gọn và hơi bị đỉnh. Caro nâu có ảnh mẫu mặt chưa để em coi. Chưa gái hình như chưa. Hình như chụp không kịp. Ủa là Mido chưa chốt bộ đó nha. Xả cái bill Mido ra đi. Chưa em. Chưa em yêu. Không biết cái bộ đó có trên lầu không Bi. Trên chí thiện đem cái bộ này lên cho ông bé Trinh kêu nó chụp hình bộ này đi coi mở cửa gõ gõ trước nha. Dạ chị Lê Hường chị đi lộn cái đồng em rồi đưa kêu chụp cái bộ đó đi coi mở ra ăn cá. Trời ơi chậm máy nó bỏ thằng đi hát đỏ theo mày luôn á chí thiện. Đây nè mấy chị. Đ-
đầm kem sắn ngực. Chị Hương bên em là bán size 62kg tới 100kg, chị đi lộn cái động rồi. Má bán kiểu này chắc nghỉ bán lô tô, nãy giờ bán được 3 món chưa anh? Gì hả? Mày đủ cho lô tô là tiền đó mày chơi. Đầm môn size L của Yến Nhi, đó có sẵn á, 280. Má mày đòi chơi cái ổng xuống đòi nguyên bộ đồ, nguyên tiền mà luôn nè. Nhi ơi, Nhi lấy bộ này nè Nhi. Nhi lấy bộ này mới dễ thương. Tôi toan rồi. Cái lồng kia mất ở đây. Nhi lấy bộ này dễ thương mà Nhi. Bộ này hơi bị chuẩn mà hơi bị đẹp luôn. Công sở rất là đẹp. Chốt giùm em bộ caro trắng. Caro trắng hơi bị đỉnh luôn. Một caro trắng dễ thương lắm, con mẫu nó mới mặc xong chụp á. Đây là caro trắng nè. Chị nào chốt caro trắng chốt lên giùm em caro trắng ha. Caro trắng. Bé nào chốt caro trắng chốt lên giùm em caro trắng kèm số ký nha. Caro trắng kèm số ký. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Bộ kem mua đồ một mò mua đủ 1 triệu mở hàng cho em may mắn, cảm ơn chị. Đây là bộ này người ta gọi là bộ bò nè. Dạ cảm ơn chị Ngọc Mây Trắng. Đây là bộ bò nè, chị muốn chừng nào giao thì chị có nhắn tin cho anh Phước nha. Đây là bộ bò viền đen mấy chị ha. Xem lại cái beo chị, cái beo nghĩ gì ta, cái beo là cái nào chị Trinh Phùng, chờ em tí xíu. Đây mấy chị chờ chút. Hôm nay em về cái đầm beo sơ mi đẹp lắm chị Ngọc Mây Trắng, coi không. Đây là bộ bò nha, ở trước cái chốt ở trước cái nút nhung nè mấy chị. Đây là bộ bò, bộ này 220 ngàn. Chốt giùm em bò viền đen kèm số ký. Chốt lên giúp giùm em bò viền đen kèm số ký. Không biết mấy bộ này trên màu khó chưa nữa. Bò viền đen kèm số ký. Chút nữa lấy một cái bao bự á, lên coi thử cái đồ là nó chụp xong á. Chứ thì em lấy một cái bao bự đi, gõ cửa đút vô bé lùng hỏi bộ nào mà Trinh nó chụp xong là đem xuống đây phân đồ ra luôn ha. Rồi em có bộ beo dài nè, bộ beo dài mấy chị. Đây là bộ beo dài, chị nào chốt cái bộ beo dài chốt lên giúp giùm em bộ beo dài, bộ beo quần dài ấy mấy chị. Xem lại cái beo, em có cái đầm beo này chị Trinh Phùng chờ em chút. Đây là bộ beo quần dài 250 ngàn. Chế nào chốt bộ này thì chốt lên giùm em, cái này kèm số ký nha mấy chị. Cái này kèm số ký mà vải rất là mê. Bộ này vải mê lắm nè, cất cái hàng này lên trên kệ đi. Đó, tới giờ nó rồi đó. Ủa sao hồi có đó, chị đem mấy cái đầm này về mà sao cuối cùng chị kiếm hoài nó không ra ta. Là bộ viền đen dưới, bộ viền đen dưới 80kg. Từ từ nha, chờ chút. Bộ viền đen là cái bộ 220 đây, là cái bộ màu bò 220. Lấy bộ này size L đi, 220 của Ngô Thị Hồng Yến. Thôi cho đúng nha. Kiểm tra. Bộ đấy L. Em bộ bò. Rồi kiếm bộ bò đó đây, coi thử còn không cho Ngọc Dưỡng. Bộ bò viền đen đúng không gái? Rồi đây cho Ngọc Dưỡng luôn, 220 ngàn. Bộ beo dài mặc đẹp mà gọn lắm, hốt đi mấy chị. Chị Hoàng mua trước Tết đúng không? Nè em cho mấy chị coi cái đầm beo ngày hôm nay về, bà nậu cha nó đẹp mà không ai mua, tôi tức cái cửa mình mấy chị. Trời ơi, quyết định là ra một cái mẫu sơ mi lụa mà cuối cùng lại bán không được ha, ghi vô sổ thu nhập. Em nói mấy chị nó đẹp tổ cha tổ mẹ luôn á mấy chị. Em nói thiệt lòng luôn, em có chụp hình trên trang Facebook á, mấy chị muốn coi vô coi nè. Em nói thật sự nha, cổ tim ha, mặc lên hơi bị sang và chảnh luôn. Mặc lên sang bà nội mà chảnh bà cố luôn mấy chị. Mỗi tội là em thích mặc đồ dây chứ thật sự mấy cái con này mặc lên nó sang mà nó chảnh lắm. Nó sang chảnh lắm mấy chị coi cái form trước nè. Cái form trước nó cũng đẹp nữa. Cái form trước nó làm nó may rất là đẹp mấy chị, và cái form dưới cũng đẹp nè. Đó, cái form dưới cũng đẹp. Mà ở trước đây nó có nút nhung nè mấy chị thấy không, nút bọc vải nè. Nói chung là cái con đầm này nè, cái con đầm beo là một cái con dùng từ là xuất sắc và toàn diện và đẹp quá trời quá đất luôn. Đại khái và đái khai là vậy đó. Ủa nãy đồ gì vậy ta? Gì dữ kia? À cho em cái đầm hồi nãy bỏ vô lấy size L đi chị Bảy. Rồi em lên tiếp cho mấy chị bộ Gucci lớn. Bộ Gucci trắng đen lấy size L chị đây. Bộ này là 240 ngàn. 240 ngàn bộ Gucci này nha. 240 ngàn Gucci này.
Chị nào chốt của tùy này chốt giùm em 240 ngàn. Chị ngồi chơi với em mấy chị chấm chấm mút mút lên nhìn trai cuộc đời em được không mấy chị? Đầm beo size L của chị Ngọc Mai Trắng. Một cái chị, một cái. À, beo up eo hay rộng, bóp eo ly hồ. Đầm nhà chị mặc đẹp mà không có túi, có cái đầm nào. Ủa có mà chị, tùy cái chị, tùy cái chị Hoàng. Tùy cái chị ơi. Vậy giống như con sưởng em nó bị đứt chi nấng, nó ưng nó may, nó ưng nó may à. Ờ nó ưng là thích nó may, không ưng là thích nó không may. Lại khái nó dễ, nó phải tùy con nấng của nó chị. Đây nè em mới về con đầm này nè mấy chị. Ôi con đầm này mặc em nói lên mấy chị là rất là dễ thương và rất là dịu dàng. Quay lá cành, quay lá hẹ, bông bử, bông mai. Là con này là hàng Quảng Châu, nó hay có cái con này nè. Dạ con này là 280 ngàn, chốt giùm em là đầm cổ chữ V. Ly Hồ lấy con này nè, Ly Hồ à. Bà làm ơn, bà lấy con này giúp cho tôi. Nói chung là một khi đã may lụa rồi là trừ hao hết ra bà nội. Trừ hao rất là nhiều luôn, may lụa đó. Là ví dụ thay vì cái form dày mà may lụa nó phải gấp rưỡi, hiểu không? Đầm beo size L của chị Nguyên Trương. Bán lẻ đầm beo size L kìa. Trời ơi, nửa tiếng hồ mới bán được cái đồ đó. Đầm chữ chị Phượng, đầm chữ V nó là một cái vải gì mà đầm 280 bộ, đầm beo dài qua gối chị, đầm beo của Nguyễn Trương nè. Bộ beo dài bao nhiêu? 250 nè. Đầm 280 là đầm nào chị? Đầm beo hay là đầm cổ chữ V nè? Đầm cổ chữ V vải rất là đẹp chị Mỹ Phương, co giãn mà mát mà mềm mà mịn rất là đẹp. Chị Mỹ Phương chốt cái đầm cổ chữ V đi chị ha. Cái bộ vô xì này không mua. Cái con đầm này đẹp lắm mấy chị, cái con đầm này vải, không được nói vải. Vải đẹp say sẩm mặt lồn luôn, nói thiệt. Thiệt nghe em đi. Tin em đi, nhà em có đàn gà rù. Ủa có đứa nào còn tiền cho luôn không vậy? Hay là cho xì lát, ôi cho xì lát. Ê ăn tiền mày hết rồi mai lấy gì mày đi? Còn mấy chục lẻ nè. Đầm về 100 ký chị, lấy cái đầm đó size 3 cho em. Cái cục nào mà có hai cái đầm mà lấy cái đầm đó. Ly Hồ lấy cái đầm beo đây chị, lấy một cái XL một cái 3 nha. Mừng quá trời luôn. Bữa nay chắc em phải mướn con bé cho live trưa với live tối cho em, anh chứ chịu không nổi à. Em đi làm bạn kia. Đi ăn đi đi. Sao gì đó? Không. Không chị, đi xuống lấy hàng đi. Đi xuống lấy hàng cho bảy. Chí thiện. Xuống lấy cái XL với cái 2X, lấy cái 7X được không? Rồi em lên bộ LV cho mấy chị nha. 240 ngàn LV chính tóc. Chị nào chốt eo vị chính tóc, chốt giúp giùm em eo vị chính tóc nè. Eo vị chính tóc chốt giúp giùm em. Dễ thương không? Tay con nữa ha. Nói chung là mê mẩn nha. Hơi bị xinh. Bộ này 240 ngàn mấy chị. Chốt mình đầm chữ V. Dạ ok, đang lấy cái gì ạ? Đây. Ly Hồ lấy cái đầm beo đây đẹp lắm. Cứ đây. Phạm Thị Mỹ Phương XL. Có được các cụ không á? Nè xếp cái này lên nè chị Thiện. Dày thì em đừng ngủ dây dưa. Con đầm này chị like đi, người khác like không thích. Thiệt là nói thiệt Yến là thật sự là làm không nổi luôn á Yến. Đấy, cách đây hai bữa phải nằm viện nữa không? Làm không nổi, ngày nào cũng làm tới 2-3 giờ sáng chịu không nổi Yến. Nhưng mà vẫn ráng like mà. Maria Ngọc Võ đó. Lấy gì vậy? Đầm chữ V, XL, Maria Ngọc Võ. Nè con đầm đỏ này ngày hôm qua em bán gần hết bao nè mấy chị. Ngày hôm qua em chút nữa em đăng cái đầm đỏ này, con bé chụp hình em. Nó chụp cho hơi bị đẹp, cái cổ đẹp lắm mấy chị. Cái cổ nó kết hợp với cái tay rất là đẹp và kể cả cái form cũng đẹp đầm đỏ. Ha. À, em coi lại cái áo chị đang cầm, cái chị cái áo của bộ nào á Ngọc Dưỡng thôi, bộ nào nói cho chị cho coi lại cái áo của cái bộ LV hay cái bộ nào. Đây là đầm đỏ nha, 280 ngàn đầm đỏ mấy chị. Là bộ nào á Ngọc Dưỡng? 200 tóm nha, 200 tóm, 200 đưa cái bộ đồ ngủ 140 đi, còn mấy bộ đưa bán hết coi.
Đây là đầm ngày hôm qua về, đầm cổ chữ V, và đây là gọi là đầm caro lớn. Đầm này giang hồ gọi là đầm caro lớn nè mấy chị, đó có nhíu ngực mấy chị thấy không? Đầm caro lớn em nhận được đồ rồi, ok nhận đây. Đây là đầm caro lớn, tay rất là đẹp, cổ rất là đẹp, phơm rất là gọn, đại khái rất là đẹp, 280. Chốt giùm em đầm caro lớn, phân đồ đi chứ thiệt. Đầm này đúng không? Đúng rồi. Caro lớn quý vị ơi, caro lớn nha. Đồ bộ á chị. Ấy là bộ màu gì á? Lấy đầm đỏ size L cho Yến Nhi. Con mới phần á 280 chị Yến Nhi. Rồi bộ này à, bộ này 140 nhưng mà vải đẹp lắm nha. Nói chung là ai nhận bộ này cũng khen vải đẹp, nhưng mà vải đẹp thiệt với chị. Rồi, chốt giùm em bộ này 140.000 bộ này. Dễ thương lắm mấy bà nội đây nè. Nó may 2 tầng mà vải cho nói vải sướng lắm, bà Ly Hồ bà nhận cái vải đi xong. Nè tôi đang về một lọt vải này tôi may bộ luôn nè Ly Hồ. Ha, tôi đang về một lọt vải này tôi may bộ luôn nè. Rồi chốt giùm cho em bộ này với mấy chị. Chốt giùm cho em bộ này ha. Chốt giùm cho em bộ nhà FF. Bộ này em còn được 4 bộ quý vị ơi. Còn 4 bộ. Còn chính xác là 4 bộ. 4 bộ ha. Vậy là nhưng mà còn size dưới 85kg thôi. 65 đến 85kg đang bận này mát lạnh. Bộ này mát lạnh mà cái quần may cũng đẹp nữa. Rồi chốt giúp giùm em bộ này. Để em nhắn cho con tưởng em nữa hả. Mấy chị nói là mày may bộ ở nhà này cái quần nó dài vừa, còn mấy cái bộ cái quần hơi ngắn, cho nên là phải rút cái kinh nguyệt nha. Rồi em kêu nó rút cái kinh nguyệt còn mấy chị. Trời, còn có mấy bộ nhà mà cũng bán ế, trời ơi thiệt chứ. Buồn thiệt chứ. À, may áo 100kg dài thêm một xí nữa đi. Không có dài hơn được đâu chị Ly Hồ, cái form đó là cái form chuẩn á. May dài hơn xí là coi như những cái người mà hơi bị không cao bằng chị là nó sẽ bị nó bị dính cái ấy và nó ấy qua cái ấy cho nên không có ấy được chị đó. Mido 140 nè. Mido nhắn tin vô phân bay đi, em gửi cái hình bé nó mới chụp xong nha Mido, coi gửi vô phân bay đi, nhắn tin vô phân bay em tải cái hình đó về em gửi cho. Trinh ơi em chụp giùm chị giúp cái bộ đồ mới đem lên lầu giùm chị liền đi Trinh. Bộ này đẹp lắm, hút đi mấy chị. Đây là kiểu giống như là tùy mỗi cái người có sở thích đó chị Ly. Cho nên có nhiều bữa mà đồ về không có ok thì bán ầm ầm ấy. Còn có nhiều bữa đồ về ok thì lại bán không được. Nó vậy á, nhưng mà bữa nay á là không có đua nữa, tại vì đua nữa năm nay sức khỏe em nó không cho phép luôn á. Bộ đồ chính tất là bộ nào ta? Bộ đồ đỏ chính tất hay Ngọc Dưỡng? Lên đầm beo chưa yên, chờ chút em lên đầm beo. Ủa đầm beo em có chụp hình trong phân bay á chị, vô chị coi đi chị Thanh, có chụp hình rõ ràng. Coi thử bộ đỏ, bộ chính tất đỏ đúng không? Để coi thử còn size 100kg không? Đầm beo nè chị. Đầm beo này chị Ngọc Thanh mặc được nè. Em có chụp là em nhận rồi, gửi hình em coi. Chờ chút xíu. Chờ chút nó đang gửi cái hình qua. Chờ tí xíu tí tẹo tẹo tẹo. Hết bài của chị. À, bộ đồ đỏ chính tất hết bài rồi, lấy cái này size L đi em. Hết bài rồi mấy chị. Hết trơn hết rồi. Thiệt. Nói chuyện lên rồi em ngồi em nói chuyện cho nghe chứ mấy chị ngầu im ru im rít em biết nói gì với mấy chị luôn á, thật lòng luôn. Rồi lên đầm beo đi chị Trần Ngọc Thanh Thanh nè. Hôm nay em về hai mẫu đầm chị Trần Ngọc Thanh Thanh đều mặc được. Đây là đầm beo ở trước có nút nhôm nha chị.
mà ở trước nó làm cái nhíu ngực này rất là đẹp nè ha, kèm với lại tay lửng nè, phơm đầm thì dài qua gối nè. À, lấy bộ đồ chính tót chị, không chị màu đen thì phải. Má, không biết bộ nào luôn á. Bộ chính tót màu đen. Lấy cái bộ xanh đen nút bạc hồi đã vô coi thử phải xác nách hay là có tay. Xanh đen nút bạc á. Hồi nãy lấy cái bộ xanh đen nút bạc vô là bộ nào? Bây lấy bộ đây lại coi thử phải đúng không? Lấy 92kg của Trần Ngọc Thanh Thanh, ok chứ. Trần Ngọc Thanh Thanh nè. 288. Đúng rồi, được coi được. Bộ nào Ngọc Dưỡng ơi, kêu lại giùm nha, bộ đen. À, đen đen cổ, đen cổ bò. Đây đúng không? Đen cổ bò chính tất đúng không? Bộ này em mặc được nè, vải nhẹ nhàng lắm. Đen cổ bò chính tất 220. Ngọc Dưỡng nói hắc não ghê, không biết bộ nào luôn. Đây là bộ đen này chị nè Ngọc Dưỡng. Đầm caro size L. Lên lầu lấy cái đầm caro size L. Ủa Yến Nhi. À con này là bộ đen phối bò nha. Đen phối bò. Rồi, bỏ bịch bỏ bao luôn. Rồi con này nè, con này nè mời chị mấy chị. Con này là xanh đen nút bạc. Mấy chị đọc theo cái tên em đọc, cái này là xanh đen nút bạc. Mà em thì em thích cái con này hơn con kia. Nhưng mà cái form mà để gọn gàng thì con kia nó ngang ngửa con này. Mà đại khái là con này 240, con kia 220 đó. Bộ đen có size ngon, Dương lợi. Em lúc nào cũng có 4 size hết á mấy chị. Làm như em bị phổi à. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Đó chị nè, mặc cái chi thì chốt giùm em mặc cái chi nha. À hello, hello chị Yên Tâm. À cái gì quên rồi. Bộ beo nhiêu ký mặc vừa. Cái là đầm beo với chị Dương lợi, không phải bộ beo đâu. Đây. Hồi qua có một cái chị vô mua hàng em không biết chị đó là khách ở bên nào hay gì, đại khái em không có biết. Nhưng mà em nói mấy chị nghe, ở mỗi một cái shop họ có một cái quy định riêng. Và shop em thì không cho kiểm tra hàng khi nhận, ok. Nói như vậy. Cho nên ok, mấy chị thương em thì mấy chị ủng hộ em, không thương em thì chửi tí mẹ, bỏ đi, khỏi còn nói. Nè em gửi mẫu cho chị nè. Em gửi mẫu cho chị mà chị mà không chốt cái bộ này em làm con chị luôn á chị Mido. Em hứa không thề, em đảm bảo với chị luôn á. Thế đó em mới gửi cho chị xong á. Thôi để em coi, không phải luôn hả? Từ từ để em coi thử còn bộ chính tắc nào nữa nha. Coi thử còn bộ chính tắc nào nãy giờ lên like nữa ta. Bộ eo vì đen, đưa bộ eo vì đen đi. Nè bỏ cái bộ nút bạc lại nè. Ờ đưa eo vì đen, eo vì đen chính tắc đúng không bà nội? Trời ơi eo vì đen, đây nè bà nội đúng không? Này đúng luôn nè. Trời ơi, bữa nay bán ế chiều cái bến Ninh Kiều luôn. Thiệt chết mẹ. Kéo cái sàn cờ cái ngựa ra bạn. Chạy nước chưa? Eo vì nè, gì chạy nước chưa? Để chạy nước. Ê chạy nước luôn á. Chị nào muốn để bill lại thì cứ nhắn vô fanpage em nha. Cái bộ này tay con đẹp lắm Ngọc Dưỡng. Bộ này tay con rất là đẹp. Em chốt với chị bộ cho có tiền gì chơi cái ngựa này đi. Gì vậy? Bộ caro vải lụa không giãn quần chính tóc mà chị. Ủa kêu bộ caro vải lụa. À vậy. Đợi xíu chụp tiếp. Có một cái bộ caro nâu á. Caro nâu vải lụa chính tóc đi bên lầu size 2 cho nó chụp hình cái hả. Kêu nó chụp gấp bộ đó hả. Bộ caro beo nâu nâu á. Bộ này là bộ eo vì nè. Không phải. Cái đó mới đi bên lầu chụp rồi mà chỉ gì vậy. Phía giữa đó. Phía giữa bộ nâu mà sắc cái bộ gì vậy. Đó đúng rồi, lấy sai hay đem bên lầu kêu chụp gấp đi. Đưa chỉ điện đem bên lầu kêu chụp gấp bộ đó. Rồi eo vì nè. Không con chạy luôn đi. Đừng có mở ra cái nó bắt cứ luôn nha. Đúng rồi chị. Lấy bộ 2-3 ịt nha Ngọc Dưỡng. Chứ thì lấy cái bộ eo vì này ba ịt cho Ngọc Dưỡng đi. Rồi xách cái bàn cầu bé ngựa lên đây. Giờ nó nóng quá sao Tết vừa đã lạnh cũng rên. Nóng cũng rên. Ông là gì cái kiểu ông là ta nói ghét gió kỳ. Nắng mưa mưa không chịu mà ghét gió kỳ mùa xương á. Hai thằng nó làm cái gì ông. Rồi chạy ra lau gõ cửa kêu chụp liền bộ này gửi hình qua.
ra mà tao chụp không chốt tao đá hai thằng giái dính chung 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 giái luôn nha mày vô. Hai đợt nè. Hai đợt nè. Này với này giống nhau mốt. Không, chung qua ốc kia cái nào khác nhau đó. Hai cái vừa đó. Ốc kia hai cái khác nhau. Thất bại của chị. Thôi kỹ đi em. Hết bài rồi. Còn 2S nè. Đây tao không đi. Báo một tin mù, bán 3 tiếng hồi chốt được bộ eo bì hết size. Nó buồn. Ủa cà chai tao nha. Gắn ơi. Mỗi lần lộn cái giá đây. Đầm beo đưa lên lầu. Đầm cổ chữ V đưa lên lầu. Ha. Rồi. Chị nào muốn để beo lại thì báo em nha. Còn giờ em sẽ kết thúc và em sẽ đăng hình cho mấy chị. Ok chưa mấy chị nha.